chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Gái Bản của mình. Hiện tại thì mình đang có mặt tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Và hôm nay mình đến thăm một ngôi nhà sàn phải nói là rất là đẹp của chị gái tên là Triều. Chị ấy rất là hâm mộ kênh Gái Bản, đã liên lạc với nhau cũng khá là lâu rồi. Và hôm vừa rồi thì có lên nhà mới thì mình cũng bận lễ hội ở bên Yên Bái nên là không qua đây quay được. Nên hôm nay mình mới có thời gian để qua đây quay lại cho tất cả các bạn cùng khám phá một cái ngôi nhà sàn mà mẫu mới nhất của năm 2019 các bạn ạ. Và những thời gian gần đây thì cái mẫu nhà sàn ở trên vùng cao Tây Bắc cũng như là các cái vùng cao thì rất là nhiều nhà từ chuyển đổi từ cái nhà gỗ sang nhà sàn. Và cái mẫu nhà thì vẫn giữ cái mẫu nhà truyền thống, nhưng mà mình thấy cái nhà này là cái nhà đầu tiên mà có cái mẫu thiết kế, đó là cái mẫu hiện đại mới nhất là của năm 2019 các bạn ạ. Đầu tiên thì các bạn nhìn lên đây thì có thể nhìn thấy là cái bố cục của ngôi nhà ấy. Cái bên trong là vẫn là cái ngôi nhà của nhà truyền thống nhá, vẫn giữ như thế. Nhưng nó khác biệt đó là ở phía bên ngoài. Phía bên ngoài thì có ba cái gian và có một cái hiên để ra để mà ngồi bàn ghế để tiếp khách, và chị gái đang ngồi bên trên kia các bạn nhé. Còn hai bên này là cầu thang lên thẳng. Ok, bây giờ mình cầm máy mình quay chi tiết từng khu vực một cho các bạn. Đây các bạn có thể nhìn thấy cái bố cục của ngôi nhà sàn của chị là có một khuôn viên đất rất là rộng các bạn ạ. Ở bên tay phải từ ngoài cổng vào thì anh chị có thiết kế một cái ao các bạn nhé. Ao này để thả cá và có một cái vườn rau ở đây. Đấy, còn bên ngoài cổng thì các bạn có thể nhìn thấy đây là cái cổng chính. Một chút nữa thì mình sẽ lên nhà để phỏng vấn, để tìm hiểu về gia đình chị và cái giá cả và cách làm như thế nào. Còn bây giờ thì mình vào đây mình quay những từng khu vực một các bạn nhé. Trước tiên thì mình vào cái phần bên dưới nhà, một dưới sàn đấy, một cái thiết kế cũng khá là tính toán xa các bạn ạ. Đây là cái có lẽ đây là cái lối để lên có ô tô để vào trong gầm sàn này. Vào trong dưới gầm sàn này thì đây anh chủ nhà đấy các bạn ạ, chào anh nhé. Vâng. Bên dưới sàn này thì anh chị có thiết kế là bên tay trái của mình chỉ đây, đó là cái căn bếp. Đấy, căn bếp thì được thiết kế rất là gọn gàng. Tủ lạnh thì để bên ngoài. Ở bên trong này có hai gian, một phòng, chứ tưởng hai phòng không phải, một phòng. Đây là ngăn bếp các bạn nhé. Còn phía bên tay phải này thì anh chị thiết kế tách rời, đó là nhà tắm. Nhà tắm và nhà tắm thì ở ngách bên này, còn nhà vệ sinh ở bên kia. Còn đây là một cái bàn ăn. Đấy, khuôn viên ở dưới sàn thì khá là rộng. Rất là rộng và sạch sẽ các bạn ạ. Sơn thì các cột rồi là trên trần này thì được sơn những màu rất là nhã nhặn và nhìn nó rất là sáng các bạn ạ. Nhìn từ bên ngoài vào thì màu nó đã rất là sáng rồi. Còn bên kia là chuồng trại. Tách rời ra bên kia. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến lên phía bên trên nhà xem nhé. Thật ra cái dưới nhà này phải nói là rất là rộng đấy các bạn ạ. Đây. Đầu tiên thì về nhìn từ bên dưới lên thì có hai cái cầu thang. Hai cầu thang thì được chủ nhà thiết kế nó khác với các cái nhà sàn khác, đó là ở cái phần này đây. Phần cái hiên ra này và hai cái cầu thang song song. Cái cửa chính thì nó nằm ở cửa chính thì nằm nhìn ra ngoài ấy, thì nhìn vào hướng mặt thờ thì nó nằm ở cái gian giữa kia nhá. Còn hai cái này thì hai cửa này phóng lên hai cửa cạnh.
Đấy, lúc nãy anh chủ nhà anh bảo là cái về cái phong thủy ấy thì cái cửa đi lên ấy thì không bao giờ người ta làm cái cầu thang nó đi lên thẳng như thế, nên là anh phải làm một cái gương lõm để trấn trạch kia các bạn ạ. Trấn trạch tức là về phong thủy là cái này thì mình cũng không am hiểu sâu lắm, ai am hiểu thì có thể bình luận ở phía bên dưới nhé. Cái cầu thang lên thì lan can thì bằng inox và lát đá rất là sạch sẽ. Đây, chúng ta tham quan phía bên ngoài này trước. Đây, phía bên ngoài này thì các anh chị đang ngồi nói chuyện. Lúc nãy mình cũng đã vào nhà để giao lưu rồi, bây giờ thì mình quay thôi. Ở bên ngoài này thì đấy, hai cầu thang lên thì có một cái hiên để đi lại bên này, cũng rộng khoảng độ 80 phân. Ở trên này cũng có bắn trần màu trắng rất là đẹp. Bên này thì để một cái bàn uống nước tiếp khách. Ở đây có cái tầm view rất là đẹp, rộng rãi ra bên ngoài này. Sân vườn rồi cây cối cũng khá là mát. Rồi, chúng ta sẽ... Chị ơi, em vào trong nhà nhé. Em quay trong nhà một tí để em ra gặp chị sao. Bên vào phía bên trong nhà thì ở dưới sàn anh chị có lát một cái lớp gạch gạch đá giả vân gỗ các bạn. Đấy, còn cái hệ thống cửa này và cửa sổ này đều là bằng gỗ xoan. Và cái màu sơn này thì cũng là màu gần giống như kiểu cái màu gỗ xoan đấy các bạn. Rất là đẹp đó, nhìn thì không thể phát hiện được đâu, nhìn xa, mình nhìn vào gần thì sờ vào thì biết là bê tông thôi, còn nhìn ở xa mình cứ tưởng là nhà gỗ. Đẹp lắm. Bên này thì được bày trí này tivi, loa đài, tủ. Đó. Kết cấu ở phía bên nhà này, đây là ngôi nhà 5 gian các bạn nhé. Một gian là mình đứng này, 2 này, 3 này, 4, 5 này, 5 gian. Ở trên này thì vẫn giữ được cái nét truyền thống như kiểu nhà gỗ của người Tày ấy. Đây hình như là anh lúc nãy anh giới thiệu đôi, đây là cái ngôi nhà được thiết kế theo kiểu là trồng truyền, những bác nào mà làm thợ chắc mới biết cái từ ngữ đó, còn mình thì mình không am hiểu sâu lắm. Đây này, trồng lên như này này. Đấy. Đẹp chưa? Cái nhà này là 5 gian mà không thiết kế trái nhé, 5 gian đứng luôn. Phía bên trên mái đây. Rất là đẹp và cầu kỳ. Thoáng mát. Lợp không biết là lợp bằng cái tôn gì mà trời nắng như này giữa mùa hè nhưng mà vào mát lắm các bạn ạ. Đây là cái gian chính. Gian chính của anh chị thì bộ bàn ghế được để ở giữa gian chính. Và cái gian thờ là cũng ở giữa gian chính luôn. Bố trí khá là đẹp. Còn cái buồng ngủ thì xem nào, có mấy buồng ngủ. Buồng ngủ này cũng được ngăn cách bằng lido các bạn nhé. Giữa buồng với buồng cũng bằng lido. 1 này, 2 này. Gian giữa thì gian thờ rồi này. 3, 4, 4, 4 buồng ngủ các bạn ạ. Tầng dưới thì không thiết kế phòng ngủ đâu. Đấy, 4 buồng ngủ. Còn cái hiên kia các bạn nhìn sáng thế, đó là một cái lớp mica nhé. Anh chị hàn một cái lớp mica để cho cái ánh sáng nó vào ngôi nhà nó được sáng ấy. Chứ còn mà làm mái ra đấy thì công nhận là một cái thiết kế cũng khá là tinh xảo về cái lợi dụng cái ánh sáng ngoài trời. Thấy khá là hay ở cái điểm đấy. Quá là đẹp luôn. À đây, bên này mình giới thiệu cho các bạn, đó là những cái tủ mà anh chị đóng ngầm ấy. Ví dụ như cái gian này, ví dụ như cái này thì là cái cửa sổ, cửa xoan đóng đẹp thật ấy. Nhưng bên này là cửa đóng
là cái tủ đóng chìm. Đây, cánh tủ xoan các bạn nhé. Cánh tủ xoan đóng chìm luôn vào đây để cho nó nhìn nó rất là gọn. Và bên kia cũng thế, bên kia cũng có một hệ thống tủ ở góc buồng bên kia kìa. Đấy, chúng ta đã tham quan cơ bản về bên trong, kết cấu bên trong ngôi nhà rồi. Bây giờ chúng ta sẽ ra bên ngoài này để hỏi thăm chị chủ nhân ở đây làm cái nhà này về chi tiết cơ bản như thế nào, cơ bản thôi, như thế nào để các bạn, các bác ở đây trên này có thể tìm hiểu qua lời phỏng vấn của chị các bạn nhé. Đây các bạn ạ, hiện tại thì mình ra phía bên ngoài này ngồi cùng với chị Triều, ngồi đây uống nước thì hai chị em tương tác một chút để cho các bạn hiểu thêm về cái ngôi nhà này được thiết kế và làm cơ bản nó như thế nào để cho các bác nếu mà muốn làm thì tìm hiểu nhé. Ok, em chào chị. Chị chào em. Chị ơi, chị Triều, chị cho em hỏi một chút là về cái ngôi nhà này chị làm hết khoảng bao nhiêu tiền chi nhà tiết thì mình chị làm chắc là hết khoảng tầm 7-800 em ạ. 7-800 à? Ừ, 7-800 thôi. Bởi vì chị ngói thì tiền tôn thì chị lợp tôn Olympic ấy, cả tôn cả không thì hết tầm khoảng 150. Tôn tức là mái à? Mái tôn, mái tôn đấy. Mái tôn là hết khoảng 150 này. 150. Rồi tiền gỗ. Gỗ thì gỗ của nhà rồi. Gỗ của nhà. Công thợ thì hết 80 triệu. Công thợ khoảng 80 triệu là công thợ để làm nguyên cái phần gỗ cho mình ấy. Ừ, đúng rồi đấy. Rồi. Khóa đấy. Còn cái gì nhớ nhỉ? Tiền công thợ để làm cái ngôi nhà này đấy, đúc bê tông ấy. Công thợ bê tông thì mỗi vì 14 triệu. Tổng thể các thứ nó đấy sàn được nó tầm hơn 100. Hơn 100 triệu tiền công thợ để đúc cái bê tông ngôi nhà này. Bởi vì chị cũng không có tiền đâu mà, em mới xuất thân từ nhà nông lên. Chị cũng muốn làm cái nhà sàn ước mơ của chị từ xưa rồi. Chị bảo thôi làm đấy là làm được thì chị cũng làm cái ở cái nhà sàn mà ở. Có bao nhiêu thì làm đến đấy thôi. Thế này là quá đẹp rồi. Đấy, cũng chẳng có như họ bảo là cứ thế tiền để trong két dỡ ra mà làm đâu. Tức là mình vốn làm bấy nhiêu. Vâng, có bao nhiêu làm bấy nhiêu, làm dần. Làm dần thì chị không ngờ là đến bây giờ dần dần là thành cái nếp nhà được cái thế này, lại được gặp em nữa. Một fan hâm mộ. Một fan hâm mộ chị fan hâm mộ thì thích cái kênh của em bởi vì chị thích nhà sàn mà. Chắc là cũng tìm hiểu một chút đấy, về kênh về đấy. Nhà sàn ở trên kênh rồi đúng không? Chị cứ chắc là hay siêu tầm nhà sàn. Xong chị mới nghĩ ra, thôi mình làm cái này, nhà sàn họ cũng làm nhiều nhưng mà mình thích làm cái mẫu này, cái mẫu này. Mới này cho nó lạ một tí. Đúng rồi. Cái mẫu nhà sàn của chị này là cái nếp nhà chính thì vẫn là giữ truyền thống của nhà sàn người Tày. Mình chỉ thêm mỗi cái ban công, cái này gọi là cái gì nhỉ, cái hiên ra. Cái hiên này chị làm thêm là cái đấy, nó đẹp, nó đẹp, nó đặc sắc ở cái chỗ này đấy. Nó không thêm thì bao nhiêu tiền đâu mà em, chẳng qua nhìn nó đẹp này nên họ cũng tưởng là nhiều tiền nhưng mà thực ra là cũng chẳng là bao nhiêu. Cái này nó tính ra thì nó hết khoảng một gian nữa nhỉ. Ba cái này thì đấy, chị thuê công thợ là nó tính thêm một vì nữa mà. Một vì nữa đấy. Thì em cũng nghĩ thế, tại vì ba cái này thì nó chập lại nó thành một cái gian. Một vì, chị tính cũng thành một vì đấy mà. Một vì nhà nó đấy không là tốn kém bao nhiêu đâu. Thôi thì ai cũng vậy, cố là được thôi. Cố là được. Chị làm cái nhà này khoảng hết khoảng thời gian khoảng bao lâu? Hết chắc gần 9 tháng. Gần 9 tháng cũng lâu hết nhỉ. Kiến thiết cả cái khu vực sân vườn các thứ này luôn đấy đúng không? Chị làm hết. Tức là tổng thể đấy, lên của 9 tháng ấy. Chị đấy, nhà chị đây tất cả là hơn 7.000 mét vuông. Bây giờ chị đấy xung quanh hết rồi, tường rào xung quanh hết rồi.
cái gì nhỉ? Lúc đấy em hỏi anh quên mất là cái diện tích ngôi nhà mình ở là 140 nhỉ? Đấy, diện tích cái nhà ngôi nhà ở các bạn nhé là 140 mét vuông. Một sàn dưới thì đấy, các bạn nhìn ở đây, còn sàn trên thì ở sàn trên là chính, còn sàn dưới chỉ nấu nướng với lại tắm giặt các thứ đâu. Quá là đẹp. Chị ơi, cho em hỏi là cái ngôi nhà của mình thì thiết kế thì có mình có thuê thiết kế không hay là nhà mình không, thích thì mình đây thiết kế là tự nhà khác thiết kế. À, tức là mình thích một cái mẫu nhà như này xong xong là bảo người thợ người ta thiết kế thêm cái phần ấy này ra như thế này. Đúng rồi, tức là thợ người ta làm theo mình. Còn thợ làm này là chị thuê người Quang Minh. Người ở huyện ở xã Quang Minh à? Xã huyện Quang Minh, à xã. Người Tây Quang Minh. Người Tây à? Làm cánh cửa cũng là người Tây Quang Minh hết. À, tức là thợ sơn cũng thế. Thợ sơn cũng là người Tây hết. Cũng Tây hết. Bởi vì chị người Tây mà. À đúng rồi. Một cái mẫu nhà sàn người Tây mà có thể nói là xuất chúng mà mới nhất, hiện đại nhất năm 2019 chính là cái ngôi nhà sàn này đấy. Thật sự em đi nhiều rồi nhưng không thấy một cái ngôi nhà sàn nào nó mang cái dáng vóc hiện đại như thế này đâu. Quá là đẹp nữa. Nó mang giữa hai cái dòng truyền thống và hiện đại nó xen lẫn nhau. Rất là đẹp luôn. Mà thợ thuyền thì ngay gần đây. Nếu mà ví dụ có bác nào muốn tìm hiểu mẫu nhà này thì chị có thể giới thiệu cái đội thợ đấy được không? Có, chị giới thiệu, chị sẵn sàng giới thiệu mà. Nếu như mà cần như ai nhu cần số điện thoại của đội thợ, chị sẽ gửi số điện thoại cho. Ok, đấy. Còn là tư vấn làm như nhà chị thì cứ về về thẳng nhà đây đúng không? Nhà, giao lưu. Đấy, giao lưu để nhìn cái mẫu nhà thợ nó đi làm rẻ mà em 14 triệu một vì thì vâng. Thấy bình dân thôi nhỉ em nhỉ? Vâng. Đúng rồi, nó cũng tầm đấy là hợp lý. Đấy, các bác nào mà muốn tìm hiểu về ngôi nhà này thì có thể là lên gặp thẳng chị Chiều và có thể là xin số điện thoại hoặc lên đây ngắm mẫu mã rồi là chi tiết như thế nào về các cái khâu, ví dụ những cái kinh nghiệm, rút kinh nghiệm gì đó thì mình có thể lên đây gặp trực tiếp chị để trao đổi thêm. Ok nhá. Yeah. Bây giờ thôi chị em mình chuẩn bị vào xuống cơm nước xong là em cũng xin phép. Đây các bạn ơi. Sau khi mà mình đã cùng anh chị đã tham quan ngôi nhà sàn của chị thì bây giờ sáng nay thì anh chị có chuẩn bị một bữa cơm. Thật sự là mình rất là vui và vinh dự là được đón tiếp một bữa cơm rất là chu đáo của gia đình anh chị. Và hôm nay có cả anh Việt kênh Nợ TV ở trên Hà Giang nhé, cũng giao lưu với cùng anh chị đây. Còn có các món ăn rất là chu đáo đây. Lá đu đủ luộc này. Nem chả lá lốt này, thịt chó này. Ui ôi, nhiều món ngon thế. Cái gì kia? Thịt gà đen. Xúc xích. Lưỡi lợn. Kia. Rau toàn... cải non lấy nước nó làm canh ăn chơi. Cái này là lồng về xào mướp. Ớt. Xào ớt á? Cải xào ớt. À dạ. Toàn món ngon thôi. Thôi. Và đây là rượu này, là rượu phải nói là rượu đặc sản ở trên này nha các bạn nhé. Mình không nói cái tên rượu này được, rượu này rất là quý hiếm. Ok, xin mời các anh nhé. Vâng, mời chị nhé. Đu đủ chờ đây chị Chiều đấy nhá các bạn nhé. Chủ nhân ngôi nhà phải nói là mới mẫu mới nhất đấy. Mới nhất năm 2019. Cái gì đứa gì nhỉ? Đây nấu cơm ở trong biển đông nhờ quên đấy là đây và có lẽ là mình cũng kết thúc video để anh em giao lưu một chút và ăn cơm cùng nói chuyện cùng gia đình anh chị ở đây nhé. Nếu các bạn thấy video hay thì thú vị và thấy ngôi nhà này nó có mang cái mẫu mã đẹp thì các bạn có thể tìm hiểu, mình sẽ đưa cho các bạn số điện thoại và địa chỉ tận nơi các bạn để lên đây để tham quan ngôi nhà đẹp và mẫu nhà mới nhất năm 2019 nhà sàn này các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị các bạn trong những video lần sau. So với thùng nhạy cảm như cảm thế là mình phải tập cái đấy, không lúc mình lại mặc áo quá thì lại hơi ra đúng không ạ? Làm một xíu đây thôi. Buổi sửa có tên tung. Con này nó không được lên.
nói là phải đúng không? 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 Nói là phải đúng không?